quà Tết cho người nghèo. Chào cha và cộng đoàn. Con tên là Phạm Văn Nguyễn, chú xe Phạm Văn Nguyễn. Bao nhiêu tuổi? Con năm nay 37 tuổi. Ở đâu? Con ở Giáo xứ Nam Cát. Con có quen nhau không? Dạ. Hả? Dạ vợ. Con tên gì? Dạ con An Đê Phạm Võ Tường Vân. To lên. Con An Đê Phạm Võ Tường Vân. Là gì của anh này? Dạ vợ. Rồi còn đứa bé này? Dạ là con. Anh kia có không? Dạ, hai ạ. Anh thuộc được không? Anh tên gì? Con tên là Giuse Phạm Thế Hiển. Phạm Thế Hiển. Con năm nay 49 tuổi. Rồi cho một tràng pháo tay chào mừng nguyên một gia đình. Đây là anh của con, anh ruột của con phải không? Này qua đây, qua đây, qua đây. Rồi, đây, rồi. Rồi, con cho con được ơn gì của Chúa? Con được nhiều ơn lắm, nó đã kể hai ơn. Ơn thứ nhất của con là con bị nhiễm HIV thời kỳ cuối, chuyển quá nào giai đoạn 3. Là mà bác sĩ chê đây, trả về rồi. Là cha sức giàu cho con là chờ chết. Nhưng mà nhà gia đình con đưa con lên giáo điểm Tin Mừng này. Nhờ cha rờ đầu cái con khỏe lại. Con kể cho mọi người nghe lúc chồng con bị như vậy rồi xảy ra như thế nào? Dạ... Thì con chỉ biết chuẩn bị tâm lý con thôi. Nói chung chuẩn bị mấy năm nay rồi, hai vợ chồng quen nhau là con đã chuẩn bị rồi. Nhưng con không nghĩ là ngay mùng 1 Tết thì anh bị sớm quá rồi. Nói chung là cha xứ ở dưới đó là sức giàu luôn rồi. Để mà cho đi lên Phạm Ngọc Thạch, nhưng mà tất cả bác sĩ rồi bệnh viện nói anh lên mổ hạch đó là sẽ chết trên bàn mổ. Rồi anh chị quyết định đem về thì tự tay con mổ cho anh 8 cục hạch. Tự con làm hết, con cầm cây kim chích và lưỡi lam, mẹ chồng con cản lại không cho, nhưng mà tự con làm, con cầu xin. Xong rồi cái con mổ xong, cái gia đình mấy anh chị em kêu đi lên cha. Rồi lúc đó anh vẫn còn yếu, lúc đó con ẵm anh được luôn. Rồi anh nằm trong bệnh viện mấy tháng trời, con lo đến 3 tháng lận á. Rồi xong cái lên cha Long, tự nhiên cha vuốt đầu, cái về cái không anh lên được 7 kg. Giờ anh đứng trên lưng con đau nặng lắm. Nhờ không nổi. Nhờ ẩm không nổi nữa cha. Con làm chứng tiếp cho đứa em của con như nào, lúc đó như thế nào? Con xin làm chứng cho người em của con trước. Người em của con ấy thì con bảo con bị bệnh thì không có con. Con nhờ anh hai cái con đứa ấy anh lên cha, nhờ anh hai xin đứa con là con nuôi một tuần, đấy một tuần sau. Dạ anh hai con đi lên đây lúc là chồng con đã được ơn rồi đó, thì mới tháng 5 á, từ sáng anh đập cửa anh kêu là anh đi Cha Long, tụi bay ghi vào cái tờ giấy đã photo sẵn thì con ghi chữ là cần con cái. Cái mẹ chồng con nói thế, nó bị nhiễm như thế làm sao mà có con mà tụi bay cầu. Thì con nói dạ con cầu là con thiêng liêng, con tinh thần của con thì con mong Chúa Mẹ. Tại vì ảnh được chức chồng mà ảnh lỡ có mất đi thì được chức cha. Cái tự nhiên cái con đánh dấu vậy thì anh, con nghĩ anh chồng con chắc cũng bỡ ngỡ đi vậy, đi đại đi. Tự nhiên cái tuần sau cái ảnh cũng hết hồn luôn. Cái có người điện con chiều sáng 5 giờ cái con tới con xin được cháu này. Đây là con của con. Hallelujah. Rồi anh làm chứng về ơn của con. Con thì ơn của chứng của con là 2 tháng trước con là bị bệnh đau vai này, viêm xoan này, đau lưng. Con tới đây cha rờ đầu á thì về nó lại càng đau thêm. Càng đau thêm con đi lên và thì con uống thuốc. Con cứ uống thuốc, con cầu nguyện, con tín thác vào Chúa. Rồi cứ đau. Rồi con lại nhắn tin cho cha. Con nhắn tin cả 2-3 năm nay không được. Hôm đó con nắn có 15 phút là cha trả lời là an tâm. 3 giờ chiều con ấy cứ hợp nằm cầu nguyện với cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con cứ vậy về cái dần dần con nghe cái máy. Rồi dần dần con hết bệnh. Làm sao mà anh biết được giáo điểm Tin Mừng mà anh đưa em của anh đến để cầu nguyện? Thứ nhất là được Chúa chữa lành bệnh
tưởng là qua đời với chứng HIV, và thứ hai là có được đứa con, làm sao anh biết để giáo đình tin mừng anh đưa vợ chồng nó đến đây? Tại 4 năm trước có người anh bạn của con làm với con á, đi lên cha để ghé qua con bảo mày có nghe máy cha nòng không? Con bảo có. Vậy cái mày đưa tao 150, tao mua cho. Con gửi tao 150, con mua về con nghe, từ đấy rồi con biến đổi nòng con, là con biết rồi con về con loan truyền cho mọi người. Con gặp nòng cái Chúa là còn khoái nói lắm. Con đi con nói bô bô rồi con cho người này người kia máy rồi con lấy sách này con về con in con đưa cho ta nè. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đấng mà đã cứu anh từ cõi chết, Đấng mà đã chữa lành cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Đây là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có chưa? Con ơi, trước lên đây mua về mà con nghe một tháng này nó hư rồi. Nghe quá, nghe ngày nghe đêm sao nó chịu nổi. Đây tôi gửi tặng cho anh. Em sao? Cứ nghe ngày nghe đêm ba cục máy điện thoại con cứ vậy con nghe. Ngày nghe đêm ba cục máy, máy nào chịu nổi cho anh. Đây tôi gửi tặng cho anh nha. Đây là đề can của mẹ Ban Ơn và Chúa lòng thương xót để gắn chặt đời của anh vào với mẹ và với Chúa. 5 anh em, 7 anh em trong gia đình con đi. Vâng. Và mỗi người chúng ta cũng trở thành những nhân chứng đi loan truyền như anh này, đem sách, đem máy, đem gửi tặng cho những người khác để làm chứng cho họ biết được rằng là Đức Giêsu là con Thiên Chúa thật, và Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ai tin vào Ngài thì có sự sống đầy rõ ràng. Một người tin vào Ngài tưởng rằng đã đi đức nhưng mà đang có sự sống phần xác, sự sống phần hồn đang ở trước mặt chúng ta đây. Một nhân chứng sống động đang ở trước mặt chúng ta, đã được sức dầu và đã chuẩn bị hết hậu sự, và bệnh viện đã trả, tất cả các bác sĩ đều trả về, nhưng Chúa bảo con vẫn còn nợ đời chưa trả hết, thì hãy đến mà trả hết bằng cách là đi loan truyền lòng thương xót, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi, cảm ơn chúng con.